cùng i Channel tìm hiểu vì sao cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Trong cuộc sống hiện đại, việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi là một vấn đề quan trọng đối với mỗi người. Công việc là nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống, nhưng nghỉ ngơi lại là yếu tố cần thiết để tái tạo năng lượng. Giúp chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi mang lại nhiều lợi ích cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người nghỉ ngơi đầy đủ giúp cơ thể có thời gian để thư giãn phục hồi năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt ít ốm đau bệnh tật ngược lại nếu làm việc quá sức cơ thể sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi dẫn đến tình trạng mệt mỏi uể oải dễ bị ốm nghỉ ngơi đầy đủ cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ giấc ngủ là một phần quan trọng của cuộc sống giúp cơ thể và não bộ được nghỉ ngơi phục hồi khi ngủ đủ giấc chúng ta sẽ cảm thấy tỉnh táo minh mẫn tập trung tốt hơn vào công việc và cuộc sống ngoài ra nghỉ ngơi còn giúp chúng ta duy trì cân nặng hợp lý khi làm việc quá sức chúng ta thường có xu hướng ăn uống nhiều hơn dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì ngược lại nghỉ ngơi đầy đủ giúp chúng ta có một tâm trạng thoải mái dễ dàng kiểm soát chế độ ăn uống từ đó duy trì cân nặng hợp lý nghỉ ngơi giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng mệt mỏi giúp tinh thần thư thái thoải mái khi tinh thần được thư thái chúng ta sẽ có một tâm trạng tốt hơn dễ dàng đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống nghỉ ngơi cũng giúp chúng ta có những suy nghĩ tích cực sáng tạo hơn khi có thời gian nghỉ ngơi chúng ta có thể dành thời gian cho những sở thích đam mê của bản thân từ đó giúp chúng ta phát triển bản thân có những ý tưởng mới mẻ sáng tạo hơn để cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Chúng ta cần có kế hoạch làm việc hợp lý, khoa học. Chúng ta cần biết sắp xếp thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Tránh làm việc quá sức gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, chúng ta cũng cần biết cách thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chúng ta có thể dành thời gian cho những sở thích, đam mê của bản thân hoặc tham gia các hoạt động thể thao, giải trí lành mạnh sau đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi bạn cần thiết lập mục tiêu rõ ràng cho bản thân khi biết mục tiêu của mình là gì bạn sẽ có động lực để làm việc hiệu quả hơn và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý kế hoạch làm việc sẽ giúp bạn sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý tránh làm việc quá sức biết cách nói không đừng ngại nói không với những yêu cầu không cần thiết để có thời gian dành cho bản thân dành thời gian cho những sở thích đam mê của bản thân những hoạt động bạn yêu thích sẽ giúp bạn thư giãn, giải tỏa căng thẳng, tập thể dục giúp bạn nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi là một kỹ năng quan trọng cần được rèn luyện. Khi biết cách cân bằng giữa hai yếu tố này, bạn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công hơn. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.